Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay Thảo kính chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 3 tháng 12 âm lịch, là ngày 21 tháng 10. Đây là một cái video thứ hai Thảo sẽ chia sẻ đề và đạo song tu cho tất cả những ai hữu duyên xem qua cái video kênh YouTube của Thảo Trần, đề đạo song tu. Thì hôm nay đủ nhân duyên, Thảo sẽ có đàm đạo với các con yêu của Thảo. Đây là những lời chân thành yêu thương muốn chia sẻ với tất cả mọi người những cái sự trải nghiệm trên cái cuộc hành trình tìm về với Phật tính của mình. Tạ ơn Thượng Đế an bài có được các con yêu của Thảo cũng sẽ đồng hành, những người thân yêu của Thảo cũng được đồng hành. Đây là một cái phước báo mà rất là lớn đối với Thảo. Nói ra Thảo rất là cảm động. Xin mọi người sẽ lắng nghe và dùng cái tâm cảm nhận. Nếu những lời gì của Thảo nói mà mọi người nghe thấy dễ chịu, nghe thấy cảm thông, nhận xét được, đó là mình hữu duyên ha. Còn như khi nghe những lời nói mình chia sẻ mà có cái gì nghịch ý thì có lẽ cái nhân duyên cũng chưa có tới, thì Thảo cũng hoan hỷ tất cả mọi người chia sẻ. Những ai có những hiểu biết gì thì đây là một cái kênh YouTube của Thảo Trần chia sẻ đời đạo song tu, nhưng mà Thảo mong cho tất cả mọi người cùng nhau hưởng ứng. Những ai có được những cái điều trải nghiệm, những cái sự thấy biết và trải qua những điều gì thì mình cùng nhau comment lên. Có những gì thắc mắc thì có những câu hỏi Thảo sẽ cố gắng trả lời những cái sự trải nghiệm hiểu biết của Thảo, và cái gì Thảo chưa biết thì Thảo sẽ cố gắng học thêm. Mong mọi người hoan hỷ, nhất là hoan hỷ cho cách ăn mặc của Thảo nha. Thật sự ra Thảo cũng định mặc một cái áo dài bình thường thôi á, nhưng mà có lẽ là cái tâm của Thảo có cảm giác là phải mặc như thế nào. Thì Thảo đối diện với mọi người, Thảo rất là trân quý, trân quý mọi người thì cũng như Thảo đang trân quý bản thân của mình. Mong mọi người hoan hỷ. Nam Mô A Di Đà Phật. Mẹ thân chào các con yêu, chúc tất cả các con yêu được nhiều sức khỏe bình an, và cũng xin chúc tất cả mọi người cũng bình an phúc lạc. Dạ con chào mẹ yêu. Chào tất cả mọi người, love you. Love you mẹ. Chúc các con yêu được nhiều sức khỏe bình an. Hôm nay là một cái cuộc đàm đạo, một cái video thứ hai của mẹ. Mẹ muốn mẹ con mình đàm đạo với nhau để có những thắc mắc gì, có những câu hỏi gì, hay là các con có những trải nghiệm gì mình cùng nhau chia sẻ. Người ta có vật chất thì người ta thí vật chất. Những ai có được sự hiểu biết thì mình thấy những cái sự trải nghiệm của mình, để cho mọi người được những ai có được cùng trải nghiệm qua thì mình đã cùng nhau đi trên một cái con đường, mà những ai chưa đi thì họ sẽ từ từ sẽ nhận thấy. Đây là một cái những tâm tình chia sẻ rất là chân thành. Xin tất cả hoan hỷ. Rồi
Vừa qua mẹ có ra một cái video đầu tiên ngay ngày rằm tháng 10. Trong cái video đó mẹ có sơ lược một chút xíu về cuộc sống của mẹ ở bên Mỹ. Mẹ có một gia đình, một người mẹ đơn thân cùng với 9 đứa con. Nhưng mà ngày hôm nay á, thêm được 5 thành viên nữa. Có nghĩa là thằng con trai lớn mẹ đã có lập gia đình, mẹ có thêm một người dâu, có thêm được 2 đứa cháu nội. Thì con gái thứ 5 cũng lập gia đình, có thêm một người vợ. Con gái thứ 6 cũng có người yêu. Cho nên mình cùng sống bên nhau trong tình yêu thương, chia sẻ những niềm vui, những sự trải nghiệm, những công việc làm, những bữa cơm gia đình. Thì mẹ cũng có sơ lược về những đứa con. Ngày hôm nay sơ lược luôn những người dạy cháu. Thì trong những cái video đó mẹ chưa có đăng lên YouTube vì mẹ sẽ sắp xếp. Mẹ chờ Phi Khanh, tại hiện giờ Phi Khanh đang đi xa nhà, Khanh cũng đang làm việc. Phi Khanh giỏi về vấn đề điện toán, thì để cho em ấy sẽ lo những phần đó cho mẹ. Cho mẹ chờ em ấy về. Cho nên mẹ có đăng lên Facebook trước á. Thì các con có giờ xem không? Cái giờ xem chưa, có ý kiến gì không cho mẹ biết cây để mình chia sẻ với mọi người. Chia sẻ với mọi người, mong cho mọi người nghe được những buổi đàm đạo của mẹ con mình, để cho có gì thắc mắc thì mọi người có ý kiến trao dồi thêm. Ok, rồi có gì nói đi con. Có ý kiến gì không? Có câu hỏi gì không? Có thắc mắc gì không? Ai muốn nói giơ tay lên trước. Sao rồi tỷ, tỷ có gì muốn nói không? Không có ý kiến gì hết hả? Không có ý kiến gì thì em tiếp tục nói thêm nha. Có ý kiến gì đi, có gì hỏi, có gì thắc mắc không? Khi các con xem cái video đó, các con cảm nhận như thế nào? Tại vì tỷ con lúc nào cũng khiêm hạ hết á. Tại vì mẹ nghĩ rằng Tết tỷ muốn nhường cho con. Tại vì tỷ được câu hỏi rồi, tỷ cũng được câu trả lời rồi. Chắc bây giờ tỷ con đang chờ mọi người hay gì đó. Thì nếu mà khi con lên tiếng vậy thì con muốn tỷ nói trước hay sao? Hay là con có ý kiến gì không? Thôi bây giờ cho con ý kiến nha mẹ. Bên xăng thì đi đâu với Si. Nhưng mà trong đó thì mình phải có tình yêu thương. Giờ trong tất cả các đạo giáo, đạo nào cũng là một, tất cả đều gọi chung là một, đều gọi là đạo. Thì bây giờ phải có tình yêu thương, lòng từ bi. Tình yêu thương thì con thấy mẹ nói về hoàn cảnh gia đình cũng như mấy em, cũng như là mấy anh chị, mấy cháu rồi thì rất là yêu thương với nhau. Rồi con muốn hỏi mẹ thêm về tình yêu thương đó, nếu mà ban rải rộng ra cho khắp cả thế giới, cả muôn loài, thì cái tình cảm của mình phải mở như thế nào để cho cái tình yêu thương đó nó được nhân rộng lên, không phải mình mà là tất cả mọi người đều có được tình yêu thương đó, và mọi người đều ban rải ra để tất cả mọi người đều yêu thương nhau.
ơn cho cái ý kiến của con và cái câu hỏi của con rất là tuyệt vời. Thì mẹ đã nói rồi, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu ha. Thì việc đầu tiên là mình kính trọng cha mẹ mình, yêu thương cha mẹ mình hiếu thảo với cha mẹ mình và với ông bà tổ tiên của mình và với tất cả anh em của mình. Thì khi mình làm được những điều đó cho hết cái tâm mình thì tự động cái trái tim của mình nó sẽ mở ra, nó tự động nó mở ra, nó sẽ có tình yêu thương đến xóm làng, thấy những mảnh đời bất hạnh đau khổ mình yêu thương, rồi mình yêu thương luôn cho đến tất cả những người không cùng chung giống nội với mình, hoặc là có thể là không cùng chung với cái đất nước. À, giống nội đây là mẹ đang nói về vạn vật đó. Những tất cả những con vật gì mình cũng yêu thương nó hết. Mình yêu thương nó, thứ nhất là đầu tiên thấy là nhà mình thường thường ở Việt Nam thì mình hay có nuôi chó nuôi mèo. Mình thấy thương con chó vì khi mình đói á, mình biết đi nấu ăn hay là anh chị mình có nấu đồ ăn, mình có thể đi hỏi anh chị mình nói mình đói bụng, mình đi lấy cơm mình ăn, hay là anh chị mình lấy cho mình, hay là tới bữa cơm dọn ra cùng gia đình ngồi ăn với nhau. Nhưng mình thấy thương con chó đó, nó không biết nói chuyện, nó chỉ nằm đó nó chờ mình, khi nào mình nhớ đến nó thì mình cho nó ăn thôi. À, mình thấy thương nó vì nó không nói chuyện được cho mình, cho nên mình phải tự mình phải hiểu cho nó, lúc mình đói thì mình nghĩ nó cũng sẽ đói. Thì từ đó bắt đầu tình yêu thương của mình nó đã có tới những con vật rồi, thì nói chi là cái con người. Thì cho dù cái người đó nước Mỹ, nước Mẹ, nước Lào, Campuchia, Miến Điện, tất cả, cho dù họ là ở một cái đất nước nào nhưng mà cũng là con người với nhau, thì mình cũng yêu thương giống y với nhau hết. Mình yêu thương đến những người mình yêu thương bình thường, khi những người yêu thương mình thương họ, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng mà mình yêu thương họ vì họ yêu thương mình, đúng không? Nhưng mà trong tình yêu thương đó, nó hơn thế đó nữa là mình thương cho những cái người họ còn tâm tối, những cái người mà nghịch duyên với mình, họ không thích mình, hay là họ làm những điều xấu đến với mình, mình yêu thương họ. Tự động mà nói yêu thương thì chắc sẽ không ai làm được, nó hơi khó. Tại vì khi người ta đối xử với mình không hay rồi, thí dụ mình giúp đỡ cho người ta hết lòng hết dạ, nhưng một ngày nào đó người ta hãm hại mình, hay là người ta đi nói những lời phủ định gì đó, mình rất là đau lòng. Thì nếu thường thường theo cái phàm phu của con người á, thì khi mà mình gặp những cái nghịch cảnh như thế đó, mình sẽ rất là đau lòng, mình sẽ khóc rất nhiều. Nhưng mà khi trên con đường tu học, ai cũng sẽ trải qua cái giai đoạn như thế đó. Khi mình đã tu rồi thì mình sẽ được trải nghiệm những cái sự đau lòng của nhân thế, rồi mình rơi nước mắt rất nhiều. Nhưng mà sau khi mình rơi nước mắt rồi á, thì tự nhiên á, trong cái trái tim của mình á, nó sẽ rơi đi hết những cái niềm đau nỗi khổ, những cái điều không có tốt mà họ đối với mình á. Xong dần dần mỗi ngày như vậy á, cái tình yêu thương của mình nó lớn dần lên. Đột nhiên sẽ có một ngày mình thấy thương cho họ. Mình thương cho họ tại vì khi mà họ đối xử với mình như vậy á, mình sợ một ngày nào mình chịu không nổi nữa, mình rời xa họ thì họ sẽ mắc mình, hoặc là những điều họ làm nó không được thiện duyên á, mình sợ rồi đây họ bị tạo nghiệp, họ khổ, cho nên mình sẽ thương họ. Thì đó là trái tim mình nó tự động luôn, không có thể miễn bàn, không có thể giải thích được
Nhưng mà mẹ có thể nói trong cái sự trải nghiệm mà mẹ đã từng gặp qua như vậy đó, thì khi mà trên con đường tu học các con sẽ tới những cái giai đoạn như thế đó, thì đó là một cái tình yêu thương không có bờ bến, vô vụ lợi, không cần biết người đó đối xử mình tốt hay xấu, mình cũng nhìn họ là mình cũng rất là yêu thương. Mình yêu thương giống như là ngày hôm nay được gặp, không biết ngày mai này có còn gặp nữa hay không. Cho nên những cái gì mình làm tốt cho nhau, mình cố gắng làm hết sức của mình có thể, để một ngày mai quay lưng với nhau rồi á, mình không có hối tiếc là có những điều mình muốn làm tốt cho nhau mà mình chưa làm, hoặc là những cái điều mình hoan hỷ tha thứ cho nhau, những lỗi lầm của nhau mà mình chưa có, giống như mình chấp, mình có ngã, có chấp, có sân, có si mà mình chưa có hoan hỷ được, thì liệu rồi một ngày mai sau khi quay lưng rồi, những buổi chia tay như vậy rồi, mai này biết có còn gặp lại nữa hay không. Cho nên mình phải trân trọng, trân quý từng giây từng phút. Những gì mình có thể làm được cho nhau, mình cố gắng làm hết sức của mình. Cho dù những người đó, mình phải hiểu được rằng những người đem những thuận duyên đến cho mình, họ yêu thương mình, họ thuận duyên với mình, thì họ dạy mình sự yêu thương, chăm sóc cho nhau, gắn bó với nhau. Những người đem lại những nghịch duyên cho mình, đó là họ đang rèn luyện, dạy cái tâm của mình biết tha thứ, biết bao dung cho những lỗi lầm của họ. Cho nên tất cả những ai bước qua trong cuộc đời mình thì cũng là thầy mình hết, biết ơn hết tất cả mọi người. Đó là cái trái tim của mẹ. Cho nên ngày hôm nay mẹ mới có cái sự chia sẻ như thế này, thì mẹ mong mọi người sẽ có cái sự cảm nghĩ như mẹ. Nếu như mình chưa được, tại vì cái tâm phàm phu của mỗi người á, cái sự ích kỷ, cái tôi, cái ta, cái ngã chấp nó lớn dữ lắm. Mình muốn được như thế đó, mình phải vượt qua. Mình vượt qua bằng cách có nhiều người họ ngồi thiền để họ quán chiếu thân tâm này của mình. Khi có ai làm những gì mình buồn á, mình ngồi mình nghĩ thôi thì mình tha thứ cho anh ta đi, chứ mình buồn mình cũng khổ, mình cũng đâu có vui đâu. Cho nên từ lúc đó là mình ngồi thiền để mình quán chiếu những cái thân tâm của mình, những cái điều, cái phàm phu của mình á, cái tôi, cái ta, cái ngã chấp của mình á, nếu khi nó trỗi dậy thì mình soi dịu, dìu dắt chỉ dạy nó, vì vốn là cái phàm phu nó đã đi theo mình á nhiều đời nhiều kiếp rồi, rất là khó có vượt qua, chỉ có mình phải quán chiếu nó. Thì bằng cách không nhất định mình phải ngồi thiền ngay một chỗ để mình quán chiếu, có thể mình đi đứng ngồi nằm, có thể mình nấu ăn, có thể mình đang tắm, đang lo việc nhà, đang lo công việc, đang chạy xe trên đường, tất cả khi mình cầm, mình chuẩn bị ra, mình cầm một chiếc xe mình chạy đi là tâm của mình á, mình cầu nguyện cho những cái chúng sanh á, nhỏ nhoi thật là nhỏ, nó trên đường á mà mình vô tình mình cán phải nó để nó phải mất, thì mình cũng thành tâm rằng á, mong rằng cái đường đi của mình, những cái con vật đó nó đừng có gặp phải, để rồi nó phải mất. Thì nếu như lỡ có gặp thì mình cũng cầu siêu cho nó. Cho nên khi cái đó là cái tu của mình đó con, cái đó là tất cả, là những điều đó là những điều tu của mình. Mình ra đường mình gặp người lớn tuổi, họ phải đi bộ, thay vì mình cũng đi trên con đường đó, thì mình có thể cho họ quá gian được. Mình công việc mình có thể chậm lại một chút, hay là mình có thể đi sớm hơn một chút, để rồi mình gặp những cái điều đó, mình có thể làm được những gì. Đó cũng là cái
cái tu của mình, cái tu sửa của mình, để mình sửa cái tâm của mình, biết yêu thương, biết lo lắng cho tất cả mọi người, vạn vật, chứ không phải chỉ có bản thân mình. Mình biết ồ, mình lấy chiếc xe mình chạy tới đó, mình đi làm, mình chỉ biết nhiêu đó, thì cái đó là cái bình thường của phàm phu. Nhưng khi mình cầm chiếc xe mình đi ra ngoài đường, hay là mình có gặp phải một ai trên con đường đi của mình, tất cả đều là cái sự được trải nghiệm của mình. Được trải nghiệm, thí dụ như mình gặp một ai đó, mình có thể giúp đỡ được, đó là niềm hạnh phúc của mình. Còn những ai mà có sân si gì đó, nhưng họ không giữ ý mình gì, đó mình nhịn, nhường nhịn với nhau, cũng là cái tu sở, cái tâm của mình đó. Cho nên đó, mình không nhất định phải ngồi ngay chỗ mình ngồi thiền mới gọi là tu, là sửa đâu. Tại vì cái đó mới có là một cái sự căn bản. Pháp là một cái con đường, một cái con thuyền để cho mình quá giang qua bến bờ bên kia. Cho nên mình có những người họ phải đi gặp những vị ân sư, những vị tăng ni sư, những vị thiền sư, tất cả những vị giác ngộ, đại giác ngộ, những vị khai ngộ, hoặc những vị đang trên con đường tu học, nhưng mà họ đọc qua nhiều sách, kinh sách. Thì trong cái kinh sách có dạy con người mình làm những điều lành, lánh những cái dữ, dạy mình biết từ bi yêu thương, như những vị Đức Phật, giống như Phật Thích Ca hay Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì đó là một cái căn bản để mình học. Nhưng mà học thì phải hành. Mình chỉ ngồi đọc sách, đọc kinh, rồi mình ngồi ngay chỗ, mình không có ra ngoài để mình gia chạm, thì sao mình biết được cái tâm của mình, cái trái tim của mình, cái trí huệ của mình. Cho nên khi trên con đường tu học á, thì mình học theo hạnh Mẹ Quán Thế Âm hoặc là Phật Thích Ca, các đấng bậc đã giác ngộ đi trước, thì lúc nào cũng vậy ha. Các ngài sẽ dạy cho mình những điều hiền, điều tốt. Nhưng mình đó, mình chỉ mới học thôi à, mình chưa có hành. Khi mình ra, mình gia chạm rồi, đó là hành đó. Khi mình gia chạm với trong cuộc sống rồi á, là mình mới thấy được cái chân tâm của mình á, cái ngã cái chấp mình có còn hay không, cái sân cái si mình có còn hay không. Cho nên mình rất biết ơn những cái người có tình yêu thương mà đến với mình, hoặc là những người nghịch duyên đến với mình. Đó là tất cả những cái cơ hội cho mình để mình biết được cái thân tâm của mình á, nó học được như thế nào và nó có thể hành được như thế nào. Thì tình yêu thương là như vậy đó các con ha. Mình bắt đầu mình thương từ cái trong gia đình mình trước. Thì từ từ á, giống như một cái cây vậy. Các con mới trồng á thì nó đâu có tàn đâu. Nó chỉ là một cái hạt thì mình ương thôi, thì giống như mình ương hạt bồ đề. Cho nên khi mình bắt đầu là gì? Mình bắt đầu thường thường á, mình bắt đầu bằng cách là mình niệm Phật, mình ăn chay để cho mình rèn luyện tâm của mình, không sát sanh hại dục, là đó là từ bi yêu thương rồi đó. Mình không hại con vật đó chết để mình ăn, đó là mình có yêu thương rồi đó, không có tình yêu thương. Cho nên cha mẹ của mình, anh em của mình, cũng tất cả những vị này là những bậc thầy đến trong cuộc đời này để dạy cho mình hết. Những vị thầy mà được Thượng Đế an bài cho mình hội ngộ trong cái cuộc sống này, cha mẹ mình dạy cho mình sự yêu thương chăm sóc khi một cái đứa nhỏ
nuôi từ trong bụng mẹ, sanh ra rồi mỗi ngày lớn lên, cho nên á mẹ cũng biết ơn các bánh thiêng liêng thường đã tới cầu Phật tổ từ bé rất nhiều, vì nhờ các ngài có ăn bài cho mẹ được trải nghiệm qua cái kiếp làm người này, mẹ được làm con, mẹ được làm em, làm chị, làm dì, làm cô, xong rồi đã biết, đã từng trải nghiệm qua trong cái cuộc sống, biết phải làm vợ như thế nào, rồi làm dâu, rồi làm mẹ, các thứ. Cho nên mỗi một cái vai của mình đóng nó đều có cái sự trải nghiệm khác nhau hết. Khi mình làm con của mẹ mình thì mình phải sống như thế nào, mình làm con của một cái người gì mình thì mình sống như thế nào, mình làm con của bà già chồng, ông già chồng mình thì mình phải sống như thế nào, rồi khi mình làm mẹ mình phải sống như thế nào. Cái giai đoạn mà trải nghiệm khi làm mẹ đó, cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà mình biết thương mẹ mình nhiều nhất luôn á. Tại vì cái giai đoạn đó là cái giai đoạn con mình nó mới vừa sanh ra, nó không biết nói, nó chưa biết nói, nhưng mình phải tự hiểu được lúc nào mình cần cho con mình ăn, lúc nào mình cần cho con mình uống, rồi những lúc con mình ngủ nhiều khi mình không dám đi chân nghe tiếng luôn, cái cửa đóng lại cũng phải học cách đóng làm sao mà cái cửa nó không có kêu. Khi lỡ mà có bị nhảy mũi hay là bị ho vậy, gán dặn lại để chạy ra xa, thật xa con mình. Mình mới dám nhảy mũi hay mình dám ho, tại mình sợ con giật mình. Cho nên mình rất là quan tâm tới những cái lúc con mình nó ngủ được, quan tâm tới những lúc con mình được thức, mình gần gũi. Mình chia sẻ với con mình dạy con mình biết kêu mẹ, kêu cha, kêu nội, kêu ngoại. Cái khó nữa là trên đất Mỹ thì phải học thêm thứ tiếng nữa, tại vì khi mọi người sanh ra trên đất Mỹ này á thì đi học á, thì đi học Anh văn không à, một ngày như vậy á là từ 6 đến 8 tiếng ở trường rồi, mà giây phút ở trường thì giây phút cha mẹ cũng đi làm đó, rồi khi về tới nhà thì những bậc cha mẹ cũng làm nguyên một ngày cũng mệt mỏi rồi, về nhà lo bữa cơm ăn xong rồi cũng sẽ đi ngủ. Con mình á, nó đi học xong về nó mệt, nó cũng cần nghỉ, cho nên mình muốn được cái thời gian mà gần gũi với con mình để mình dạy dỗ con mình biết cái tiếng của mẹ đẻ ra, để một ngày được về quê hương đất nước nói chuyện với ngoại, với tất cả những người thân ở nước Việt mà họ không có biết, chưa có hiểu tiếng Anh. Cho nên con của mẹ nói tiếng Việt rất là gành luôn, nhiều khi nó nói gành hơn mẹ luôn. Tại vì mẹ đi qua Mỹ còn nhỏ, sau đó mẹ đi làm luôn rồi. Cho nên mẹ cũng không có đủ duyên được như con mẹ. Con mẹ thì từng đi làm, đi học thì thôi, chứ khi mà mẹ về lên bữa cơm ăn là ngồi ăn cơm là chia sẻ tình yêu thương trên bữa cơm. Ăn cơm xong rồi mẹ dẫn ra công viên, nhiều khi đá banh, quấn tennis, quấn cầu, bốn chuyền, chạy bộ, thể thao chung với nhau, chia sẻ với nhau hết trên những cái giây phút mà trời chưa có tối. Rồi trở về tối thì mẹ lãnh đồ về mai thêm, tại vì khi trong cuộc sống của mẹ hàng ngày mẹ làm việc đó, thì mẹ nghĩ rằng công việc làm mẹ có thể lo được cho gia đình, lo được con cái, nhưng mà mẹ rất là thương những người thân còn ở nước Việt Nam, những người thân trong gia đình, kể cả xóm làng.